hai người này đua hả? Để coi em có đi bot không. Nếu mà đi bot thì mình nhường, nếu mà gần support thì thôi mình đánh AD. Không được chèn Đéo có cuộc dây sống rồi, Liga đâu sao đâu nữa. Có gì đâu, chim xong thì về nhà ăn cơm chứ đừng chèn thôi, có gì đâu. Chim xong thì về nhà ăn cơm thôi. Ôi, không lấy giày xịn đâu. Rớt nhiều đéo chết, đủ mới sợ rồi. Ôi, cảm ơn Aki nha, cảm ơn fan. Ủa, ví dụ hôm qua mình vừa mới win 2 đô xong mình thua 2 đô, mày có là reset lại đúng không Aki? Ôi, hơi buồn. Anh em ơi, anh em nào cần mua hàng thì vào shop hàng Liên Minh hiện nợ giúp em giúp Liên với nha. Ôi, no way, sao no way giờ nó chơi nick này rồi? Hà Nội Carrot no way à. Cô mày hôm qua mới gây chuyện với anh ba xong nay vô thì mày săn mình luôn, nghĩ mày đánh cho FPTC hiểu vấn đề hay sao á. Ra đường anh em, ra đường anh em, má nhảy nhưng mà đéo chết. Ông kêu này kêu gì? Hôm qua sao đồ chơi anh Be vậy cô? Hôm qua ở bùi viện hai anh em ngồi nói chuyện xong đâu qua nhảy lên bàn đòi chơi anh ba luôn mà, xong rồi can dân ở đó can ra xong rồi về nhà làm cái sao tết căng thiệt. Bạn cũng hiểu sự hiền mà. Ừ, hiền nhất trong mấy thằng mà quậy đó, hiền nhất trong mấy thằng hổ báo chứ. Ủa sao này nó ngược ta, sao nó phi lý vậy, rớt mà kiểu rớt ngược vậy. Đậu mẹ bãi gì rồi. Chơi ở đây nè. Tính tiền ra anh ngoài ơi. Liếm nhẹ cái lỗ tai nó quay luôn. Chết rồi. Ôi nó bắn cái nó lên kìa. Nguy nó mèo ơi. What the hell? À, vẫn biết được à. Nó vẫn biết được, có qua đi trời ơi, có qua ở trong đây nữa. Nó cắm con mắt vô thì mà nó phát hiện được mình. Hai con mắt trong bụi là mình không né được. À, hai con mắt trong bụi thì mày không chịu rồi. A few moments later. Chơi nè. Đợi đã. Chơi. Tu qua được rồi nè. Được cái mạng đó. Đi sai rồi. À. Má nó có vờ, nó thấy chết mẹ sai rồi. Ôi. Muốn làm cái sao tết nhẹ ghê á. Cảm ơn Long nha Long. Facebook.com. ASOANGLONG.IN. Ai hack rồi?
dùm nick này đi rồi đụng tới clear. Wow, kiểu mà bắn không nổ, mình bắn không nổ luôn, nó chặt được mày muốn rớt dài. Cứu rồi cho ta. Trời ơi, đụng tao nói nó lực khó chịu thiệt, khó chịu thiệt luôn á. Muốn gớt xuống mắt. Trời ơi, mà nó khó chịu quá, muốn gớt xuống mắt thiệt. Chạy xuống. Nhà kia. Cái hình này được mấy con chuột này. Khó quá. Có lát chơi nha. From out of the sewers comes doom. Tiếu phú lạnh vãi lổn lên, bà nà lạnh quá đi mặt mếu, hai vợ chồng ôm nhau lạnh chết mẹ mặt cười. Có mong phú nha phú, đi ra tới bà nà rồi đó hả, nhanh dữ vậy. Ôi mà nhà tan rồi. Nhà tan nhà tan cửa nén rồi. Đâu nha. Nhiều sát thương vào đầu của Tiger. Thì là nhưng mà rất cứ mà ra nhỉ. Là cái chồng cái mà rất cứ mà ra của người ta dễ lắm nha. Mới rồi. Rồi, cửa mở rồi, cơ hội win cao rồi. Alo. Ngon. Thôi, bé tâm ngồi chả nữa, bé tâm ngồi chả kìa. Trời ơi, bé tâm ngồi chả kìa. Nè, Bỏ cái đá đi anh em ơi. Nice, anh em ơi. Thì anh em nào cần mua hàng thì vào nick sớm mạc đây giúp Liêm với nha. Đây là sớm mạc liên minh huyền thoại.vn.
nít nít em cứ vào đó mà tham khảo nhá, nhá hạt đi nha.